Dương Tử chính thức lên tiếng về mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và tướng Liễu Đàn Kiện Thứ. Dương Tử vừa khiến cho fan của cặp đôi Tiểu Yêu và Tương Liễu của Trường Tương Tư nhói lòng. Trường Tương Tư là bộ phim để lại nhiều dây dứt trong lòng khán giả, nhất là ba câu chuyện nói về ba nam nhân phải lòng cùng một cô gái. Tôn Hương Huyền, Trương Vạn Ý, Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi, Tương Liễu, Đoàn Kiện Thứ đều là những mỹ nam hoàn hảo, nhưng trái tim của Dương Tử Tiểu Yêu chỉ có một mà thôi. Mới đây khi fan của cặp đôi Tương Liễu và Tiểu Yêu hỏi về khả năng hai nhân vật này có yêu nhau thật hay không, Dương Tử có câu trả lời khiến cho không ít trái tim nhói đau. Tôi nghĩ Tiểu Yêu Tương Liễu không đơn giản chỉ có tình yêu, số phận của Tiểu Yêu đã được định sẵn từ đầu đến cuối, cô ấy không có cách nào lựa chọn bất cứ ai. Tôi nghĩ có lẽ Thương Huyền cũng có cơ hội, Tương Liễu có đại nghĩa quốc gia, hắn là tướng quân cuối cùng đã hy sinh, hoàn thành nghĩa vụ của mình, cuộc đời của hắn đã định sẵn, không thể ở bên Tiểu Yêu rồi. Từ đầu đến cuối cả hai đều biết rằng sẽ không có kết quả, tôi nghĩ nên giải thích như vậy chứ không phải xem Tiểu Yêu và Tương Liễu có yêu hay không, đó không phải là ý nghĩa của phim mà hai nhân vật Tương Liễu Tiểu Yêu muốn truyền tải cho khán giả. Tương Liễu vốn là yêu quá chín đầu, từng phải làm nô lệ đấu trường sinh tử. Sau khi trốn ra được thì gặp dòng nước xoáy, được cộng công cứu sống, sau đó lại trốn đi. Để tránh bị truy sát, hắn trốn ở vùng đất cực Bắc hơn 100 năm. Sau khi Phòng Phong Bắc chết, Tương Liễu bèn giả danh, được cộng công nhận làm con nuôi, trở thành quân sư của nghĩa quân Thần Nông. Tiểu Yêu và Tương Liễu không đánh không quen, sau đó dần trở thành bạn tri kỷ, dốc bầu tâm sự. Dẫu nảy sinh tình cảm với Tiểu Yêu, Tương Liễu cũng là tướng quân thống lĩnh nghĩa quân, không thể cùng nàng nắm tay đến già. Cuối cùng hắn vì giữ đạo nghĩa mà chết trên chiến trận, mãi mãi rời xa Tiểu Yêu.